Kính chào quý vị đang theo dõi Tin sáng 30 giây cùng với các nền tảng của FNC. Và xin chào chị Tường Vi, lâu lắm mới gặp lại chị ạ. Dạ, xin chào anh Minh Phương. Dạ, thưa chị Tường Vi, liên quan đến tình hình thời tiết thì có lẽ là thời điểm này mọi người cũng đang rất là quan tâm tới diễn biến của bão số 8, đứng trước những nguy cơ là bão chồng bão, lũ chồng lũ. Không biết là tình hình thời tiết được cập nhật như thế nào và ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có bị ảnh hưởng gì hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh Minh Phương và xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì hôm nay Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa mới thông báo là bão số 8 đã di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Và chi tiết như thế nào thì tôi sẽ cập nhật với quý vị trong phần cuối của bản tin này, quý vị hãy cùng theo dõi. Thưa quý vị, và với những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết cũng sẽ được chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì mời quý vị theo chân Minh Phương quay trở lại trường quay cùng với Ngọc Mai để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình trong nước quốc tế trong Tin sáng 30 giây ngày hôm nay. Nội dung đáng chú ý từ Tin sáng 30 giây. Cựu giám đốc tình báo Mỹ Washington cần ứng phó với Trung Quốc mạnh mẽ hơn. Thủ tướng Nhật nói sẽ thúc đẩy một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Trên phạm vi toàn cầu, biến đổi khí hậu đang gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển bền vững của nhiều quốc gia. Vì thế, EU đang nỗ lực để hội nghị chống biến đổi khí hậu COP26 sắp tới đây được diễn ra thành công. Sau nhiều tháng ảm đạm vì dịch bệnh COVID-19, sân bay Tân Sơn Nhất đã hoạt động trở lại. Những chuyến bay thương mại đã cất cánh đón những vị khách đầu tiên bay về quê nhà, ghi nhận Tin sáng 30 giây. Lần đầu tiên mà em vào đây thì xuống sân bay thì là không có một bóng người, nhưng mà bây giờ em thấy thành phố trở lại rất là vui ạ. Chạm tay vào di sản hôm nay, thành Hoàng Đế, một di sản kiến trúc quân sự đặc biệt của đất Bình Định. Nhắc đến Bình Định là người ta dễ dàng nhớ đến những địa danh lịch sử, thắng cảnh đẹp cùng với các lễ hội lớn diễn ra quanh năm, trong đó điển hình là thắng cảnh Mũi Vi Rồng. Một điểm đến độc đáo với những gành đá như con rồng khổng lồ vươn mình ra biển, được ví như bức tranh hùng vĩ giao hòa giữa núi đá và biển khơi. Mũi Vi Rồng hay còn gọi là Mũi Rồng nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng chừng 70 cây số về phía bắc. Theo truyền thuyết kể lại, Mũi Vi Rồng xưa kia là một khối giống vi cá chép được người dân địa phương gọi là đá vẫy rồng. Khi chiều xuống với quần thể những bãi đá như bãi bàn, đá dựng lô xô kỳ thú, khu vực Mũi Vi Rồng trông như một con rồng đang cất mình ra biển. Trông từ xa xa, Mũi Vi Rồng hiên ngang bất khuất giữa sóng nước đại dương bao la. Dáng rồng vươn ra, rướn mình về phía biển, những con sóng bạc xô vào gành đá tung bọt trắng xóa, giống như miệng rồng đang phun trào nước. Đến Mũi Vi Rồng, không chỉ được tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là dịp để mỗi người khám phá văn hóa và con người nơi đây. Hàng năm từ ngày 11 đến ngày 14 âm lịch, lễ hội Cầu Ngư sẽ được tổ chức tại đây với nhiều hoạt động thú vị như đua thuyền, hát bội, linh đình. Chào cảm ơn quý vị và các bạn và xin chào chị Ngọc Mai ạ. Vâng, chào buổi sáng anh Minh Phương. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây thì tôi cảm nhận vô cùng rõ về sự hồi sinh của từng nhịp sống ngay tại nơi từng được xem là tâm dịch lớn nhất của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh. Nó thể hiện rõ qua từng chuyến bay nội địa được nối lại và không phải vướng víu bởi những quy định cách ly tập trung cho người về từ vùng dịch nữa. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, với những ngày mà người dân đi lại và sum họp cùng với gia đình, bạn bè sau bao nhiêu tháng ngày giãn cách vì dịch, đã và sẽ bắt đầu từ tháng 10 này. Và thay vào đó thì những đoàn tàu đường sắt Bắc Nam cũng đã nối chuyến, lăn bánh và thậm chí là không còn đủ vé sau bao ngày phải tạm dừng trong khó khăn kiệt quệ cả ngành vận tải đường sắt. Vâng, và sự đợi chờ mong mỏi là trạng thái mà người dân ở các vùng miền phải trải qua trong từng làn sóng dịch và giới hạn di chuyển. Nhưng lúc này đây khi mà đến sân bay hay ga tàu hỏa cũng đều thấy không khí háo hức được trở về quê của bao người. Tất nhiên là trong lúc dịch mới được cơ bản kiểm soát và nguồn lây vẫn còn phức tạp, nên việc bảo vệ và tự bảo vệ bản thân, cộng đồng là điều hết sức quan trọng. Nếu ngày mai hay thời gian gần chúng ta có kế hoạch cho những chuyến hành trình thì cũng đừng quên vẫn giữ khẩu hiệu 5K để luôn lúc nào cũng trong tư thế phòng chống dịch quý vị nhé. Và kính chúc quý vị một ngày mới với những kế hoạch suôn sẻ và bình an.
Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những thông tin về tình hình quốc tế. Ông Richard Cornell, cựu giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia gọi tắt là DNI, cựu đại sứ Mỹ tại Đức mới đây đã trả lời phỏng vấn với Newsmax TV cho biết, ông tin rằng dù đã cố gắng, nhưng chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn chưa làm đủ tại các điểm nóng, đặc biệt là trong việc sẵn sàng ứng phó với Trung Quốc. Ông nói ở biên giới Ukraine rằng Nga đã bố trí khoảng 100.000 quân và tiến hành răn đe bằng sức mạnh một cách rất có hiệu quả. Tại Yemen và Syria, Mỹ cũng đang yếu thế. Ông đặc biệt nhấn mạnh rủi ro tại eo biển Đài Loan. Nếu Đài Loan rơi vào tay Trung Quốc, sức mạnh và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ xem như thất bại. Ông Chanel kể rằng trong 11 năm làm việc tại Bộ Ngoại giao, ông hiểu các nhà đàm phán phải nỗ lực để giải quyết những vấn đề gai góc. Đôi khi sự cố gắng của họ cần được hỗ trợ bằng một nền quốc phòng mạnh mẽ mang tính răn đe. Ngoại giao và quốc phòng phải đi song hành với nhau. Tuy nhiên, khi nhìn vào các chính sách của Mỹ với Trung Quốc, ông không thấy điều này. Rõ ràng là Mỹ đang thiếu đi một chiến lược quốc phòng và ngoại giao kết hợp để sẵn sàng ứng phó với các tình huống gây hấn từ phía chính quyền Bắc Kinh, đặc biệt là tại eo biển Đài Loan. Sự phản ứng yếu ớt của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh đã làm cho Trung Quốc ngày càng lấn tới, bất chấp luật pháp quốc tế và không nể nang một ai. Những căng thẳng vừa qua ở eo biển là bằng chứng cho thấy điều đó rõ ràng nhất. Ông khẳng định Washington phải thực sự nhìn thẳng Trung Quốc đã nguy hiểm như thế nào và họ làm tổn hại an ninh quốc gia của Mỹ ra sao để có những chính sách linh động hơn, theo hướng mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mới đây cho biết, ông sẽ nỗ lực để hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân dựa trên mối quan hệ tin cậy giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thủ tướng Kishida đã đưa ra nhận xét trên trong chương trình tin tức của Asahi phát vào ngày 12 tháng 10. Ông Kishida nói rằng là điều quan trọng là các quốc gia không có vũ khí hạt nhân phải tiếp tục con đường của họ, không có ước muốn hay tham vọng sở hữu nó, nhưng sẽ không có gì thay đổi trên thực tế, trừ khi là họ phải yêu cầu các quốc gia có vũ khí hạt nhân hành động để giảm dần kho dự trữ. Thủ tướng Nhật thừa nhận đồng minh duy nhất của họ là Hoa Kỳ, cũng là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Dựa trên sự tin tưởng với Washington, Nhật Bản sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và làm việc để hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân, được định hình bởi Hiệp ước cấm vũ khí này của Liên Hiệp Quốc. Về quan hệ với Trung Quốc, ông Kishida nói rằng sự ổn định là quan trọng, nhưng Nhật Bản sẽ nói những gì cần nói và làm những gì cần làm. Nhật Bản sẽ nỗ lực để duy trì sự cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc. Được biết, mặc dù không sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng từ lâu giới khoa học tin rằng năng lực hạt nhân của Nhật rất mạnh mẽ. Họ có thể sản xuất vũ khí hạt nhân và vũ khí nhiệt hạch trong một thời gian rất ngắn nếu an ninh quốc gia bị đe dọa. Liên quan với những diễn biến tại Afghanistan, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price mới đây cho biết họ đã bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu là Elizabeth Jones làm điều phối viên phụ trách các nỗ lực tái định cư của người tị nạn Afghanistan, những người đã rời hoặc là muốn rời khỏi đất nước của họ. Ông Jones, cựu trợ lý ngoại trưởng và cựu phó đại diện đặc biệt của Mỹ tại Afghanistan và Pakistan, sẽ giám sát suốt chặng đường từ việc tạo điều kiện cho người dân rời khỏi Afghanistan cho đến khi họ an toàn tái định cư và hòa nhập với cuộc sống mới ở xã hội Mỹ. Ông Price khẳng định, việc bổ nhiệm thể hiện Washington muốn tập trung vào các nỗ lực nhân đạo để tạo điều kiện cho người tị nạn Afghanistan có cuộc sống mới tốt nhất. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa tất cả các bộ phận, các cơ quan bên trong lẫn bên ngoài của nước Mỹ. Ông Price cũng kêu gọi chính quyền Taliban hỗ trợ nỗ lực hơn nữa để cải thiện cuộc sống của người dân, đặc biệt là không phân biệt đối xử với phụ nữ. Và chỉ có như vậy mới khiến cho người dân Afghanistan không còn muốn chạy ra nước ngoài và gây ra những áp lực rất lớn cho các quốc gia tiếp nhận. Quý vị thân mến, các nhà lập pháp trong Ủy ban Môi trường của Nghị viện châu Âu mới đây tuyên bố họ ủng hộ quan điểm chính phủ các nước thành viên EU đối với Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP26, nơi các nước sẽ cố gắng hoàn thiện một số quy tắc nhằm biến thỏa thuận khí hậu Paris 2015 được thực thi có hiệu quả. Hội nghị Thượng đỉnh COP26 của Liên Hợp Quốc kéo dài từ ngày 31 tháng 10 cho đến ngày 12 tháng 11 tại Glasgow của Scotland. Sẽ tìm cách đạt được nhiều mục tiêu tham vọng về cắt giảm khí thải nhà kính, cũng như là hoàn thiện các quy tắc trong thỏa thuận khí hậu Paris 2015. Các đại biểu cũng muốn mỗi nước đặt mục tiêu ngắn hơn, thay vì rất xa cho tới năm 2050 hoặc là 2060 như hiện nay. Trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo 60-15, Ủy ban Môi trường của Quốc hội Liên minh châu Âu cho biết, Hội nghị COP26 nên yêu cầu các quốc gia đặt mục tiêu về khí hậu và cắt giảm khí thải nhà kính 5 năm một lần. Lập trường đó có thể được toàn thể Quốc hội các thành viên xác nhận thông qua bỏ phiếu vào tuần tới, cho thấy đây là quan điểm chung của 27 quốc gia EU. Lãnh đạo chính phủ các nước EU tuần trước xác nhận rằng họ ủng hộ mục tiêu 5 năm trong các cuộc đàm phán. Lập trường này được hậu thuẫn bởi Mỹ và các nước châu Phi. Tất cả đều nhận định chu kỳ ngắn sẽ tạo áp lực buộc các quốc gia phải sửa đổi mục tiêu được coi là quá yếu hoặc không thực tế. Một số nước khác bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ đã phản đối chu kỳ 5 năm cố định này.
Trong những tuần gần đây, thì hơn một chục quan chức Mỹ làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Colombia và các thành viên gia đình của họ đã báo cáo họ đang mắc các dấu hiệu của hội chứng Havana bí ẩn. Các quan chức này đã phải rời Colombia và về Mỹ. Hiện có hàng trăm vụ liên quan đến hội chứng Havana mà Mỹ đang điều tra trong bối cảnh Ngoại trưởng Tony Blinken đang có kế hoạch thăm Bogota vào tuần tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price không bình luận về các sự cố được báo cáo ở Colombia hoặc về chuyến đi sắp tới của ông Blinken trong cuộc họp giao ban mới đây. Nhưng ông Price nói rằng bất kỳ quan chức Mỹ nào bị ảnh hưởng bởi căn bệnh bí ẩn sẽ nhận được sự chăm sóc kịp thời. Tờ Wall Street Journal đưa tin là nơi đầu tiên đưa tin về các vụ nhiễm hội chứng Havana ở Colombia. Các chuyến công du quốc tế của các quan chức cấp cao nhất của chính quyền Biden đã bị ảnh hưởng bởi các sự cố về hội chứng Havana hai lần trong những tháng gần đây. Các nhà điều tra đang phải vật lộn để xác định điều gì hoặc là ai đang gây ra các triệu chứng này. Các sự cố hội chứng Havana bắt đầu vào cuối năm 2016 ở Cuba và kể từ đó thì đã có các trường hợp được báo cáo ở Nga, Trung Quốc, Áo và các quốc gia khác trên toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam. Tuần trước thì Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành đạo luật Havana nhằm hỗ trợ các nạn nhân của căn bệnh kỳ lạ gây ra cho các nhà ngoại giao và gia đình của họ trên toàn cầu. Thông tin chính yếu tiếp theo, sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp sau giãn cách, ghi nhận ngay sau đây. Chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh thêm nhiều tour du lịch khép kín được triển khai. Bộ Công an yêu cầu cơ quan chức năng rà soát tài khoản của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Trấn Thành. Đến hẹn lại lên, mỗi năm cứ vào độ tháng 10, tháng 11 thì nước lũ lại đổ về miền Tây, tạo nên những cánh đồng bao la ngập nước. Trong cái khung cảnh hữu tình đặc trưng ấy ở miền sông nước thì việc được thả lưới bắt cá trên đồng sẽ là trải nghiệm rất đổi thú vị. Câu chuyện từ tin sáng hôm nay. Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, đẩy những em nhỏ đang tuổi ăn học, tuổi cần vòng tay yêu thương, rơi vào hoàn cảnh bờ vờ không nơi nương tựa. Vì vậy, các cấp, các ngành và nhiều nguồn lực xã hội đang chung tay chăm lo cho các em cả về vật chất lẫn tinh thần. Quý vị hãy giữ nhịp và lan tỏa những câu chuyện tử tế của tin sáng 30 giây. Liên quan đến giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh quay lại trường học, thì Bộ Y tế đang lên kế hoạch xây dựng kịch bản để đảm bảo an toàn cho các em. Trong đó thì có đề cập đến việc tiêm vaccine cho trẻ em. Theo đó, lộ trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trước hết sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Hiện Bộ Y tế đang chuẩn bị đủ nguồn vaccine và lựa chọn được loại vaccine phù hợp. Theo rà soát của Bộ Y tế, trên cả nước hiện có trên 8 triệu học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Số lượng tiêm hai mũi dự kiến là khoảng 16 triệu liều. Bộ Y tế phấn đấu trong quý 4 của năm 2021 sẽ tiêm đủ hai mũi cho trên 95% học sinh thuộc đối tượng này. Cùng đó, thì Bộ Y tế đang rà soát thống kê số trẻ từ 3 đến 11 tuổi, đồng thời tiếp cận các nguồn vaccine, tham khảo ý kiến của các chuyên gia để sẵn sàng có hướng dẫn tiêm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi khi có vaccine. Với tinh thần đến trường phải an toàn, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo chuẩn bị hệ thống giám sát y tế học đường, đảm bảo tất cả học sinh đến trường học đều có đầu mối cụ thể theo dõi sức khỏe và vấn đề tâm lý học đường. Thưa quý vị, nhằm ổn định về tinh thần và sức khỏe cho người dân, cũng như từng bước khôi phục kinh tế xã hội an toàn, hiện các tỉnh thành đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19. Theo đó, tính trong những ngày đầu của tháng 10, thì mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19. Theo thống kê, từ tuần cuối tháng 9 đến tuần đầu tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ khoảng 25 triệu liều vaccine tới các đơn vị địa phương. Dự kiến đến hết tháng 10 sẽ tiếp tục phân bổ hơn 35 triệu liều. Do đó, để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, các tỉnh và thành phố cần coi công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm. Các địa phương huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng chậm tiêm, Bộ Y tế sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho địa phương khác có tiến độ tiêm chủng nhanh hơn và địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ tư, thì có thể nói là ảnh hưởng rất sâu rộng đến người dân và nhiều doanh nghiệp. Và tình cảnh này đã dẫn đến việc là nhiều người lao động rời thành phố Hồ Chí Minh để về quê. Vì thế mà để từng bước phát triển, thực hiện nhiệm vụ kinh tế ổn định xã hội, thành phố Hồ Chí Minh cần tạo mọi điều kiện cho người dân trở lại thành phố.
Theo đó, hiện nay người lao động rời thành phố Hồ Chí Minh về quê rất nhiều, các doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Về phần doanh nghiệp cần có chính sách giảm tiền thuê đất và hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19 đến hết tháng 12 năm 2021 để doanh nghiệp có điều kiện phục hồi. Về người lao động, Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tập trung đến việc tạo mọi điều kiện đưa người lao động trở lại như sẵn sàng tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19, tạo điều kiện về nhà ở, phúc lợi, gói an sinh. Đồng thời ông nhấn mạnh thành phố cần phối hợp với các tỉnh thành trong việc đưa người lao động trở lại, đào tạo kết nối người lao động với doanh nghiệp. Tiếp tục với những thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều tháng dài ngưng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì đến nay các công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều tour du lịch khép kín về các vùng xanh để nhằm kích hoạt lại ngành du lịch của thành phố. Và tiếp nối thành công từ tour du lịch tri ân lực lượng tuyến đầu đến Cần Giờ, sắp tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm nhiều tour du lịch khép kín đến nhiều tỉnh thành khác. Theo đó, hiện thành phố có hai vùng xanh là huyện Cần Giờ và Củ Chi sẽ thành công từ tour du lịch dành cho lực lượng tuyến đầu. Các đơn vị đã cùng nhau tính toán thực hiện tour khép kín. Thông tin từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã làm việc với tỉnh Tây Ninh tổ chức tour du lịch khép kín địa đảo Củ Chi, núi Bà Đen bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 tới đây. Sắp tới sẽ kết nối với các tỉnh khác để thực hiện thêm nhiều tour du lịch như thế này. Thưa quý vị, sau khi Hà Nội cho nới lỏng giãn cách xã hội, lượng người đổ ra đường cũng đông đúc hơn. Bên cạnh đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch thì cũng nhiều vấn đề khác phát sinh. Và như trước đó thì chúng tôi có đề cập đến nạn cướp giật sau giãn cách. Thì ngày hôm nay, một vấn đề tuy cũ nhưng chưa bao giờ khiến cho mọi người thôi bận tâm, đó chính là về an toàn giao thông. Điển hình là những ngày gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra rất nhiều trường hợp vi phạm an toàn trật tự giao thông. Theo thống kê từ Công an thành phố Hà Nội, trong cao điểm thực hiện giãn cách xã hội là từ tháng 7, tháng 8 và nửa đầu tháng 9, tình hình vi phạm luật giao thông đường bộ giảm mạnh. Nhưng từ giữa tháng 9 đến nay, vi phạm có xu hướng tăng với các lỗi chủ yếu là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường cấm, đường một chiều, lạng lách, đánh võng ở trên đường đã bị xử lý. Cùng với đó là vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông vẫn xuất hiện ở nhiều địa bàn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngừa tai nạn giao thông, toàn lực lượng sẽ tăng cường tuần tra khép kín và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao ý thức chung tay bảo đảm an toàn giao thông. Liên quan đến việc điều tra về hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ, thưa quý vị, hôm qua ngày 13 tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an đang phối hợp cùng cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát lại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện. Căn cứ theo Điều 88 của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự, Cục C02 Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các cá nhân là bà Trần Thị Thủy Tiên, tức là ca sĩ Thủy Tiên, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Huỳnh Minh Hưng, tức là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, sinh năm 1971, ngụ quận 10. Và ông Huỳnh Trấn Thành, danh hài Trấn Thành, sinh năm 1987, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Cung cấp cho Cục C02 Bộ Công an bản sao hồ sơ mở tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định nếu có, thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có ở trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản cho đến nay, thông tin họ tên, địa chỉ của số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên. Trước đó, Bộ Công an nhận được tin báo của bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận 3. Bà Hằng là tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương, là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng Lò Vôi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam. Trong đơn, bà Phương Hằng cung cấp thông tin việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân. Thế nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ về sử dụng nguồn tiền từ thiện đến các Mạnh Thường Quân được biết. Sau khi xem xét nội dung đơn, phòng BC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn này đến phòng BC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết theo quy định. Quý vị thân mến, những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại đã làm xáo trộn cuộc sống của người dân từ thành thị cho đến khu vực nông thôn. Và hơn lúc nào hết, mọi người muốn tìm chút bình yên trong cuộc sống để lấy lại sự cân bằng. Và đâu đó ở trên những góc quê, thời điểm này thì mùa nước nổi lại về, mang theo những sản vật mà thiên nhiên ban tặng. Và trên những cánh đồng ngập nước vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp thì những chuyến đánh bắt của bà con không chỉ chở theo những chiến lợi phẩm mà còn mang theo những hạnh phúc bình dị khi được sống trong những ngày bình thường mới. Có
lẽ sau nhiều đợt sóng trong giãn cách xã hội, những ngày đón bình minh trên đồng nước nổi như thế này cũng đủ để người dân vùng rốn lũ hạnh phúc. Dù không khí đánh bắt không rộn ràng như mọi năm, nhưng từng mẻ lưới thu về được bà con chắc chiêu hơn. Phi thì khoảng có khi 12 giờ, có khi 1 giờ, 2, 3 giờ cũng có, tùy theo thời điểm. Thí dụ như bữa nào mệt mệt thì khoảng 2, 3 giờ mình đi là mình đi bủa. Còn nếu mà thấy cá nó có dính nhiều mình tranh thủ thì anh em ta đi khoảng 12 giờ cũng có thì mình đi theo. Nước tràn đồng không chỉ rửa sạch đất, bồi đắp phù sa mà còn mang theo nguồn tôm cá, mang theo những đặc sản của vùng sông nước về với bà con nơi đầu nguồn. Về hồng ngự trên những cánh đồng nước nổi lúc này, đâu đâu cũng thấy những xuồng ghe giăng lưới. Người được nhiều cũng có thêm thu nhập trang trải, người được ít hơn cũng có được bữa cơm cá đồng hay ủ được vài hũ nước mắm cá linh. Được đi đồng là người ta giăng lưới là người ta vui, có thu nhập rồi. Với gia đầm có ta cũng bắt được có con cua, con ốc hay là cộng vô muốn cũng được. Được đi bữa nay 4 năm bữa được luôn có ủ rồi đó. Một ngày bình thường mới lại bắt đầu trên vùng rốn lũ, những phương tiện đánh bắt lại chở theo ít nhiều cá tôm, đi bủa lưới, bắt cá mùa nước nổi, có lẽ đã trở thành những gì thương nhớ nhất về vùng quê những ngày nước lớn đổ về. Nhịp sống bình yên ở những vùng quê đã phần nào giúp mọi người xua đi cái ngột ngạt của dịch bệnh để cùng lạc quan tin tưởng cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường. Kính thưa quý vị, dịch COVID-19 đã để lại nhiều mất mát, tổn thương, nhất là đối với những đứa trẻ. Và theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp, tính đến thời điểm hiện tại thì toàn tỉnh có 63 trẻ em mồ côi, mất cha hoặc mẹ do nhiễm COVID-19. Những ảnh hưởng về tinh thần, tâm lý và những khó khăn chồng chất trong đời sống là những điều mà các em đang phải đối mặt, rất cần sự hỗ trợ trong lúc này. Hãy cùng lan tỏa và chung tay giúp các em thoát khỏi giai đoạn thử thách khó khăn này, quý vị nhé! Lời ru của bà giờ bỗng nghe xót xa cho người ở lại. Dịch COVID-19 vừa cướp đi người cha của những đứa trẻ này. Chị lớn nhất cũng mới 15 tuổi đã phải tranh thủ đi phụ việc gần nhà giúp mẹ lo cho 4 người em. Con thức dậy thì nhiên chạy ra, con nghe bà bảy với bà nội nói thằng Đông chết rồi, thằng Đông chết rồi, cái con với mẹ đâu có tin đâu, cái điện ra ngoài cái nói ông ba con chết rồi, mà cấp đó là hồi tối á, ông ba điện cho mẹ con cấp 80 mấy á, con điện nói chuyện mà sáng chết. Em sống thì từ thiện người ta cho gạo đồ ăn, thì mẹ con thì có gì ăn đó. Hết dịch cái lãnh lấy vé số mình đi bán, mình nuôi mấy đứa nhỏ ăn học. Hai đứa trẻ này cũng là nạn nhân trong cơn đại dịch, cha mất hơn 2 năm vì căn bệnh viêm tủy sống, mẹ và chị thì đi làm ở Bình Dương, nghỉ hè lên thăm người thân, ngày quay về với nội, đâu ngờ lại là ngày hai anh em trở thành những đứa trẻ mồ côi. Lại về đây nó cũng buồn, nó cũng khóc, nó cũng động viên nó chứ sao giờ, nó giờ mất mẹ, mất cha, giờ còn ông nội, bà nội, ráng cố gắng giúp cho nó chứ sao. Ông nội ăn cháo thì nó ăn cháo, ông nội ăn cơm thì nó ăn cơm, chứ biết sao vậy cô. Đối với trẻ mồ côi, cần nhất vẫn là tình yêu thương và sự chăm sóc lâu dài. Cùng với người thân còn bên cạnh, các cấp ngành và cộng đồng cũng đang dốc lòng bù đắp tổn thương cho các em. Đối với những cái trường hợp mà trẻ mà bị mồ côi cả cha lẫn mẹ đó, thì mình sẽ bố trí để mà ưu tiên hỗ trợ cho cái người chăm sóc thay thế, phối hợp với lại Bộ Lao động Thương binh Xã hội để hỗ trợ kịp thời cho trẻ. Mồ côi là một nỗi đau lớn, các em đã và đang chịu mất mát. Thế nhưng tương lai các em sẽ không mất nếu được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc, đảm bảo các điều kiện để phát triển toàn diện và trở thành người có ích trong xã hội.
Kính thưa quý vị, tọa lạc trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Thành Hoàng Đế hay còn gọi là Thành Đồ Bàn là một trong những di tích lịch sử có kiến trúc đặc biệt gắn với kinh đô Vương quốc Champa và triều đại Tây Sơn. Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, nhà Nguyễn đã cho lập lăng thờ trung thần trên nền điện Bát Giác của Thành Hoàng Đế. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nơi đây đã trở thành một di tích quân sự đặc biệt khi mang trong mình nét đan xen kiến trúc của nhiều thời đại khác nhau. Với chu vi 7.400m, Thành Hoàng Đế được xem là có quy mô lớn nhất trong hệ thống thành cổ Việt Nam còn đến nay. Mặc cho sương gió suốt hàng trăm năm, nơi đây vẫn sừng sững đứng giữa đất trời như một dấu tích sống động với một thời kỳ oanh liệt trong lịch sử. Và trong Chạm tay vào di sản hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi về đất Bình Định để thăm thành cổ Hoàng Đế, một di sản kiến trúc quân sự đặc biệt bậc nhất. Thành Hoàng Đế Nguyên là một tổng thể kiến trúc hình chữ nhật gồm 3 vòng thành, thành ngoại, thành nội và tử cấm thành. Thành ngoại có chu vi là 7.400m, hiện nay phần còn lại của tường thành cao từ 3-6m. Trên mặt bờ thành phía nam còn lưu giữ 2 thanh đá cắm thẳng đứng cao 3m, đó là dấu tích của thành Đồ Bàn của người Chăm. Thành nội còn được gọi là Hoàng Thành, có hình chữ nhật dài với chu vi 1.600m. Trước cửa tiền hiện còn 2 tượng voi đá gồm một voi đực và một voi cái, tượng trong tư thế tĩnh, mang bành và đồ trang sức thể hiện những yếu tố của nghệ thuật Chăm. Bên trong thành nội là tử cấm thành, cũng có hình chữ nhật với chu vi 600m, cửa chính quay về phía nam gọi là Nam Lâu, tường thành đắp đất và đá ông hai mặt dày 1,5m, bờ tường cao nhất hiện còn khoảng 3m, nơi đây hiện còn lưu giữ 3 tượng sư tử đá, có niên đại từ thế kỷ 12. Hai hồ Bán Nguyệt dài, lầu Bát Giác và khu lăng thờ hai viên quan nhà Nguyễn là Võ Tánh và Ngô Tùng Châu. Đây là một khu lăng mang phong cách mỹ thuật thời Nguyễn nằm trong quần thể của di tích. Đứng từ đây có thể chiêm ngưỡng tháp cánh tiên từ xa xa. Với những dấu tích, hiện vật và kiến trúc còn sót lại, cũng như giá trị về một tòa thành đã hai lần giữ vai trò là kinh đô trong lịch sử, Thành Hoàng Đế xứng đáng là một điểm đến kỳ thú trong hành trình tìm về những huyền tích kinh xưa. Quý vị thân mến, những ngày qua thì tình hình thời tiết vào những buổi chiều tối và ngay cả buổi sáng thì cũng có hiện tượng là mưa nắng rất là thất thường. Và không những vậy thì có thông tin về cơn bão số 8 cũng đang gây ra những cái ảnh hưởng không nhỏ đối với thời tiết cũng như là cuộc sống của người dân. Vì vậy thì trước khi ra đường trong buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng kết nối với phóng viên để cập nhật thêm những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết quý vị nhé. Xin chào anh Minh Phương và xin chào chị Ngọc Ma, xin chào tất cả quý vị khán giả. Như phần đầu Tường Vy có đề cập về cơn bão số 8, thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hôm nay bão đã di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 25 cho đến 30 km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Đến 4 giờ ngày hôm nay thì vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là mạnh cấp 9, từ 75 cho đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Một số nơi ở phía Bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, kết hợp với không khí lạnh. Thời tiết ở thủ đô Hà Nội thì có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông bắc đến cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất là 27 đến 29 độ C. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì Tường Vy đang cảm thấy thời tiết khá là mát mẻ và dễ chịu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết thấp nhất sẽ là 24 độ C, cao nhất là 33 độ C. Độ ẩm là 100%, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Quý vị nhớ lưu ý nhé. Phía Tây Bắc Bộ từ 19 đến 27 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, nhiều mây, trời có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3. Sau tăng lên cấp 4, riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27, phía Nam có nơi trên 28 độ, nhiều mây, có mưa vừa,
đến mưa rất to. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 3, sau tăng lên cấp 4. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tương tự như vậy, khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay. Xin được cảm ơn phóng viên Tường Vi với những thông tin về tình hình thời tiết. Như vậy là rõ ràng ở thời điểm này thì bên cạnh việc phải quan tâm nhiều đến tình hình thời tiết thì chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý đến những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Rất mong là quý vị sẽ luôn giữ tinh thần lạc quan và chú ý giữ gìn sức khỏe của mình trước những diễn biến của COVID-19 với những quy tắc về 5K để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng quý vị nha. Và để cập nhật những thông tin mới nhất thì hãy vào truy cập FBMC cùng với chúng tôi. Vâng, và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Mai và anh Minh Phương trong tin sáng 30 giây ngày hôm nay. Hy vọng rằng chúng tôi đã đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích và khởi động một ngày mới đầy năng lượng cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên kênh FBNC.